ngày Đức Từ Phù Đản Sanh Phật lịch 2560 dương lịch 2016, hòa chung với không khí Đại hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 dương lịch 2021, để cúng dường lên mười phương chư Phật, ca ngợi đạo pháp, tình yêu quê hương đất nước. Giờ này hàng Phật tử chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, giờ này chúng con cũng xin được cung thỉnh chư tôn đại đức Quang Lâm để chứng minh cho đêm văn nghệ tối đêm nay được thành công viên mãn. Xin mời toàn thể nhân dân bà con chư lì vị chúng ta cùng khởi thân đứng dậy. Nam Mô Địa Phật. Chúng con xin được cung thỉnh chư tôn đức an tọa. Xin mời toàn thể chư quý vị cùng an tọa. Năm châu tòa hương lành, thôn trên xóm dưới vui mở hội, núi rừng chim hót giữa trời xanh. Từ viện từng xá từng thất niệm Phật, đường trong và ngoài hiền. Kính thưa chư vị khách quý, lãnh đạo chính quyền các cấp, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Nội vụ, cùng toàn thể ban ngành, đoàn thể chính quyền sở tại. Kính thưa quý vị chư thiện hữu trí thức, quý đại diện tôn giáo bàn, quý đạo tràng thiện nam tín nữ, Phật tử gần xa, kính thưa quý lì vị, trước hết và trên hết chúng con thành tâm gửi đến chư tôn thiện đức, chư đại đức tăng ni lời vấn chào cung kính. Chúng tôi trân trọng kính gửi lời chào mừng đến quý cấp lãnh đạo chính quyền, quý đạo tràng thiện nam tín nữ Phật tử từ các đơn vị xa gần. Mỗi người là một đóa hoa vô ưu về nơi đây góp phần mở hội khai hoa kính dâng lên Phật nhân mùa đản sanh Phật lịch 2560 dương lịch 2016. Kính thưa quý liệt vị, những cơn gió mùa hạ nhẹ nhẹ thổi, những cánh sen trong đồng hé nở báo hiệu một mùa Phật đản lại đến với tất cả những người con Phật khắp năm châu. Những đứa con thơ dại lạc loài giữa biển trần khổ đang dõi mắt lắng lòng hướng về lễ hội với lòng thành kính và hoài niệm đến hình ảnh Đức Phật giáng thế cách đây hơn 20 năm thế kỷ. Thực vậy, sự xuất hiện của Ngài đối với người con Phật không còn xa lạ gì nữa. Có thể nói một cách khẳng khái rằng ai cũng nghe, cũng biết, nghe quý thầy giảng, nghe qua sự truyền khẩu từ người này sang người khác, nghe qua các học giả, thức giả, sự giả, qua những thông tin đại chúng. Giờ đây chúng ta còn được biết qua những lời ca tiếng hát do các nghệ sĩ ca sĩ không chuyên của huyện nhà biểu diễn và được sự hoan hỷ của Đại Đức Trụ Trì Chùa Quảng Phước nghệ tối hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về tham dự để chứng minh đêm văn nghệ, chúng con thành kính giới thiệu Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Đắk Song với chúng ta tối đêm nay. Chúng con xin thành kính giới thiệu về tham dự có Đại Đức Thích Tâm Phát cũng về dự với chúng ta tối đêm nay. Chúng con thành kính cũng về dự với chúng ta tối đêm nay. Xin hoan hỷ dừng tràng bộ tay. Về phần chính quyền, chúng con xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Thế Diêm, trưởng thôn Thượng Nam cũng về dự với chúng ta tối đêm nay. Về phần tham dự có các thầy cô giáo thuộc trường, các trường trên địa bàn của xã Thượng Hạnh của chúng ta cũng về dự tối đêm nay. Tỉnh Đắk Nông cũng về dự với chúng ta tối đêm nay. Nam Mô Cung Lâm Khánh Đản Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính gửi bạch chư tôn thiền đức, kính thưa ông Hoàng Thế Diêm, trưởng thôn, đại diện cho các cấp chính quyền lãnh đạo sở tại. Kính thưa anh Tăng Trúc Hà Xuân Chi, ủy viên hướng dẫn phân ban gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử đạo tràng các giới về tham dự đi bên ngờ chào mừng ngày đại lễ Phật đản tối đêm nay. Tối hôm nay
tại khuôn viên chùa Vạn Phước, lễ đài chính của Ban Đại sự Phật giáo huyện Đắk Song, long trọng tổ chức đêm văn nghệ cúng dường ngày đại lễ Phật đản. Kính thưa toàn thể đại quý vị, như chúng ta đã biết, mỗi năm ngày Phật đản trở về, có những người con Phật như chúng ta luôn luôn hướng về ngày đấng sanh thành, sanh thân của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, nhằm để cho chúng ta nghĩ nhớ công ơn của Ngài từ khi sơ sanh đến khi nhập Niết Bàn, tìm con đường chân lý giải thoát. Và đối với chùa Vạn Phước, mỗi năm đều tổ chức đại lễ Phật đản. Và đặc biệt năm nay, trên sân khấu quý vị đang hướng về để nhìn thấy người công dân Việt Nam chúng ta hiện đang tích cực hướng về ngày bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thể hiện qua tinh thần đó, quý vị đã nhìn thấy được hướng về biển đảo của đất nước và người mẹ gánh gồng qua những năm tháng. Chính vì vậy, với ý nghĩa mà điều linh thiêng nhất mà người con Phật chúng ta luôn hướng về ngày đản sanh của Ngài, thay mặt cho ban tổ chức, tối đêm nay giờ phút này tôi xin tuyên bố long trọng và khai mạc đêm văn nghệ hát về ý nghĩa ngày đại lễ Phật đản và hướng về biển đảo của đất nước Việt Nam. Và mong sao ngày chủ nhật tới đây, quý vị là công dân, là người đất nước của Việt Nam chúng ta, người Phật giáo nói riêng, chúng ta hướng về ngày bầu cử và luôn luôn thể hiện tinh thần đúng trách nhiệm của người công dân Việt Nam. Giờ phút này tôi xin long trọng tuyên bố lễ khai mạc đêm văn nghệ tối đêm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp nhụ mà Thầy Đại Đức đã chia sẻ đến với chương trình văn nghệ tối đêm nay, một lần nữa chúng con xin được kính chúc Thầy Đại Đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, luôn luôn là bóng cây che cả để che mát cho chúng con trên đường đời cũng như đường đạo. Và giờ đây xin được trân trọng kính mời MC Diệu Sang sẽ trở về sân khấu. Xin được Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình đêm văn nghệ cúng dường mười phương chư Phật, Phật đản Phật lịch 2560, dương lịch 2016. Xin được phép bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn. Thank you.
Tôn Thiền Đức. Kính bạch, kính thưa quý liệt vị, ca khúc Phật giáo Việt Nam do nhạc sĩ Lê Cao Phan sáng tác từ năm 1951 và đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam chọn làm đạo ca chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau đây, ca khúc này sẽ được các anh chị nguyên trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử trình bày. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục này. Yeah.
cơ sở quang trung rất là nhiều, một giọng ca rất là ngọt ngào cùng với đội múa rất là chuyên nghiệp tối đêm nay. Xin quý vị nhiệt liệt một tràng tay để chúc mừng Thiện Đức. Kính thưa liệt quý vị, Phật giáo đã có trên 2.500 năm hình thành và phát triển, đã du nhập vào nước ta và trở thành nơi nương tựa tín ngưỡng tâm linh của người dân Việt trong quá trình dựng nước và giữ nước. Vâng, thưa liệt quý vị, giờ đây Đạo Phật đã và đang ngày một phát triển mạnh mẽ, có từng đương thời lan tỏa đến khắp mọi miền trên đất nước, thắp lên ánh sáng giác ngộ và hướng cho muôn loài đến sự tu tập, tìm sự giải thoát vĩnh viễn theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Những nội dung trên được truyền tải qua tiết mục múa Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang do các múa thiếu nam và thiếu nữ của gia đình Phật tử chùa Bửu Thành trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trị vì của Ngài, đất nước
tịnh trì, nhân dân ấm no hạnh phúc, chẳng bao giờ phải lo đến sự đói nghèo hay cướp bóc, nói chi đến chiến tranh loạn lạc. Thêm vào đó, Ngài dạy nhân dân hiểu biết lễ nghĩa, tin sâu Phật Pháp, tu tập thập thiện, thành trì bố thí, ngõ hầu tạo phước cho mai sau, cứ bên phải của bà. Từ đó Hoàng hậu thọ thai, tin Hoàng hậu thọ thai được truyền đi nhanh chóng. Từ thành thị đều hân hoan vui mừng, mong cầu đến ngày Hoàng hậu hạ sanh thái tử. Riêng vua Thịnh Phạn là người vui mừng nhất, vì lúc này Ngài đã 50 tuổi mà vẫn chưa có một tin tri Bà La Môn, tinh thông tướng số, bậc nhất đất nước đến để tiên đoán. Tám vị tiên tri đoán rằng ấy là một ngày chia tay đầy lưu luyến. Vua Thịnh Phạn đích thân tiễn Hoàng hậu ra tận cửa thành, còn nhân dân thì lưu luyến không muốn dời chân. Trên đường đi về quê hương, Hoàng hậu trời chiếu sáng rực rỡ, nơi đây có đủ các kỳ hoa dị thảo như hoa sa la, hoa mạn đà la vân vân, lại có các loài chim quý như chim oanh vũ, bạc hà, hồng tước, cao, tăng già vân vân. Đêm ngày kêu hót véo von, dưới chân là những dòng suối nhỏ chảy vào những hồ nước trong vắt, soi những đám mây trắng bồng bềnh bên những đám cỏ xanh non mơn mởn. Thật là một nơi tiên cảnh. Khi Hoàng hậu đến đây, muôn thú kéo đến rất đông, chim chóc đồng thanh ca hót vang lừng, muôn hoa đều khoe sắc thắm tỏa quanh chân ngài. Đóa hoa ưu đàm còn đang không kín, bỗng hoa ưu đàm bừng nở, trái đất rung động, mặt trời vụt tắt, nhường chỗ cho một vầng hào quang sáng ngời thị hiện. Hướng thiên long phun mưa hoa thơm tắm, duy ngã độc tôn. Nhân loại ơi, hãy hát vang lên ca ngợi Đức Thế Tôn giáng trần. Chúng sanh ơi, hãy hoàng ơn dương vô tình tối tối thêm màu tươi. Ngân quang sáng cung trời, soi lòng đường thay màu tươi. Điều nhịp vui cùng vang chúc tích ca giờ đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đã trở nên rất thân thương và quen thuộc trong mỗi ngôi chùa. Một màu sắc rất thanh tao và giản dị, nó không nổi trội trước những màu sẫm tối, cũng không lu mờ trước những màu sắc sặc sỡ. Bởi thế là một đàn sen gia đình Phật tử Việt Nam hoàn toàn tự hào khi mặc trên mình chiếc áo thân thương, giúp ta giúp được tham sân si và trở về chẳng nơi chánh pháp. Những nội dung trên được thể hiện qua ca khúc Thương Màu Áo Lam, do qua sự thể hiện của Thanh Trung và Thảo Nguyên, tốp múa phụ họa đoàn thiếu nam thiếu nữ gia đình Phật tử chùa Biểu Thành. Đêm
canh giữ cho đất trời để chúng ta được bình yên và ấm no hạnh phúc. Xin mời quý vị sẽ được thưởng thức ngay sau đây. Ta ca vang, ca khúc mừng ngày đáng danh.
Tìm ta sống đang dần
chư Phật thì cúng dường. Chúng ta đang thưởng thức một tiết mục rất là điều luyện đến từ miền Ấn Độ để trở về Việt Nam. Những người con Phật trở về mái chùa Quảng Phước đem đến những lời ca tiếng hát, những tiết mục múa đặc sắc để cúng dường mười phương chư Phật, đặc biệt nhất là Phật đản Phật lịch 2560 dương lịch 2016. Thay mặt cho ban tổ chức xin được kính chúc đại đức phước thể kinh an chúng sanh Kỳ Đồ luôn là bóng cây to mắt để cùng che chở cho chúng con trên đường đạo cũng như đường đạo. Vậy một lần nữa ban tổ chức tôi xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện đông đủ của tập thể bà con nhân dân. Chư quý vị đã trở về tham dự chương trình văn nghệ tối đêm nay. Kính chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc, gia đình luôn luôn an lành, gặp những điều may mắn trong cuộc sống. Xin một lần nữa chân thành cảm ơn và cảm ơn chương trình văn nghệ xin được khép lại tại đây. Xin mời các bạn tập thể ạ. Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu. Lỡ vì lòng ta đắm mê nao nề, thề quyết quay trở về dẹp tan những lầm mê. Biến chân khổ đau hóa vui tình đô. Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật
đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền. Phật đang trong ta gặp muôn trái hoa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhịp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu. Là vì lòng ta đắm mê nào nề, thề quyết quay trở về dẹp tan những lầm mê. Biển chân khô đau hóa vui tình đồ. Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền. Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp hoàn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu. Tầm bay kết thành mấy năm sắc, dâng lên khắp mười phương cung dường vô lượng Phật. Từ bỏ cõi lãng quê quay về giới định tuệ, ngưỡng về trong tỉnh thức.
Hôm nay chính là ngày Đức Thế Tôn giáng trần, đem pháp màu hóa độ chúng sinh. Chúng con một nhà chỉ thành thiết lập lễ đại dân hương kỷ niệm phước thiện duyên, gia đình hưng thành quyền thuộc tăng phước hoàng duyên, âm siêu dương thành pháp giới chúng sanh hàm chiếm lợi lạc. Nam mô hương công dương Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại giác ngộ hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tầm pháp giới từ bi thâm nhuận non sông, vừa thấy dung nhan điều ngự trăm ngàn phiền não sanh không, hướng về tán dương công đức trên chuyến đạo nghiệp vốn trồng. Nhờ tâm đảnh lễ Phật. Sau khi chư tôn thiền đức đảnh lễ tam bảo ba lạy, giờ phút này chúng con cung thỉnh đức thượng tọa chứng minh từ bi hoan hỷ nâng chiếc đèn từ bàn đức Thế Tôn đản sanh và tượng trưng cho sự trí tuệ truyền cho đến chư tôn thiền đức, và chúng xuống phía bên dưới truyền cho toàn thể đạo tràng quý nam nữ Phật tử. Để giờ phút này quý vị chúng ta hãy trang nghiêm và nâng chiếc đèn lên trước ngực của mình để chư tôn thiền đức.
tất cả Phật tử chúng ta chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư giáo Việt Nam tỉnh Đắk Nông, đạo hiệu Thượng Quảng Hà Tuấn, chứng minh Im Hoa Đăng. Hỏi hôm nay thành kính của bái bạch đại đức phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Nông, trưởng ban hành pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đắk Trà Lấp, đạo hiệu Thượng Chiếu Hạ Ý, kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, tối hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm Bính Thân. Tại đạo tràng chùa Quảng Phước, chúng con long trọng tổ chức đại lễ. Hàng năm cứ đến mùa Phật đản, những người con Phật trên khắp Nam Châu hướng về ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã hy sinh tất cả từ lúc sơ sinh đến nhập Niết Bàn, khi Ngài tìm con đường giải thoát và đỡ lại cho chúng ta những kho tàng quý báu. Chính nhờ vào giáo lý của Đức Phật mà mọi con người chúng ta tìm về con đường giải thoát và giác ngộ. Vì vậy, trên tinh thần của người con Phật tri ân và báo ân, luôn nhớ về Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni nhân ngày đản sanh của Ngài. Giờ phút này để cho đạo tràng của chúng con được hiểu về ý nghĩa đêm hoa đăng nhân ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, thay lời cho toàn thể ban tổ chức và bổn tự, chúng con thành tâm cung thỉnh đại đức Thích Chiếu Ý, trưởng ban hành pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Nông, đại lao cho thượng tọa chứng minh từ bi hoa nghỉ ban bố và nói lên đêm hoa đăng ý nghĩa ngày đại lễ Phật đản tối hôm nay. Thành tâm cung thỉnh đại đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đài chứng minh. Ngưỡng bật thượng tòa Thích Quảng Tuấn, ủy viên hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Nông, trụ trì chùa Hoa Nghiêm, thị trấn Đắk Minh. Kính thưa đại đức Thích Văn Hiền, Phó Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Phật Giáo huyện Đắk Sông, trụ trì chùa Quảng Phước. Kính thưa chư tôn thiện đức tăng chứng minh trong đêm lễ hội hoa đăng mừng Đức Phật đản sinh. Kính thưa tất cả quý đạo tràng nam nữ Phật tử các giới về tham dự đêm lễ hội hoa đăng, cầu nguyện cho quốc thái dân an nhân ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Phật lịch 2560, lần sinh thứ 2640 năm dương lịch 2016,
tại chùa Quảng Phước. Giữa ngôi chùa quê đang trang trọng hướng về ngày đàn sinh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đại Đức và Đạo Tràng, chúng tôi vô cùng hoan hỷ được cùng chư tôn thường trực Ban Hành Sự Phật Giáo tỉnh Đắk Nông trở về đây tham dự và chứng minh đêm lễ hội hôm nay. Thay lời cho chư tôn thượng tòa Đại Đức Tăng thường trực Ban Hành Sự, trước hết tán dương đạo tâm của Đại Đức trụ trì và nam nữ Phật tử các giới đã thành tâm thiết lập lễ đài trang trọng, tổ chức lễ hội hoa đăng nhân ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, và ghi nhận tất cả sự phát tâm của nam nữ Phật tử các giới về tham dự trong đêm lễ hội hôm nay. Kính chúc chư tôn đức, chúc Đại Đức trụ trì và tất cả quý vị Phật tử một mùa Phật đàn tròn đầy niềm tin, tròn đầy niềm hoan lạc. Ngưỡng bật thượng tòa chứng minh, kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị, lễ hội hoa đăng dâng cúng tam bảo chư Phật mười phương là một hoạt động văn hóa truyền thống của Phật giáo, là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Bởi văn hóa là nét đẹp cao quý, mang tính cách nhân văn cao đẹp, cho nên lễ hội hoa đăng là một nét văn hóa của truyền thống dân tộc Việt Nam và Phật giáo Việt Nam. Trí tuệ để dân cúng lên ngọn đèn chánh pháp, dân cúng lên trí tuệ trong mọi từ tâm của một con người. Bởi khi ở nơi đâu có trí tuệ thì ở đó bóng tối vô minh sẽ biến mất. Mâu Ni của chúng ta, Ngài ra đời với một mục đích duy nhất, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật trí kiến, và đạo Phật cũng chính là đạo của trí tuệ và đạo của tử bi. Cho nên truyền trì mạng mật Phật Pháp là nét căn bản, là căn bản của Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Và Phật giáo chính là lấy trí tuệ làm sự nghiệp và lấy từ bi làm lệ sống. Cho nên Đức Phật là người khơi dậy ngọn đèn trí tuệ để phá tan màn vô minh tâm tối và đưa đến con đường giác ngộ và giải thoát. Cho nên truyền trao ngọn đèn chánh pháp là truyền trao ngọn đèn trí tuệ. Cho nên biểu trưng tất cả những ngọn hoa đăng trong ngôi nhà Phật Pháp là truyền trì mạng mật Phật Pháp, truyền đăng tục diệm từ khi Đức Thế Tôn của chúng ta xuất gia tu đạo và chứng ngộ vô thượng Bồ Đề, và 49 ngày đêm, 49 năm ròng rã, Ngài chu du khắp mọi miền đất nước Ấn Độ để truyền bá chánh pháp, để rồi khi Ngài nhập Niết Bàn, chư tổ đã kế vị lãnh đạo giáo hội và truyền trì chánh pháp cho khắp Nam Châu đến hôm nay đã tròn 26 thế kỷ. Xuyên suốt chiều dài lịch sử đó, chưa bao giờ Phật giáo chúng ta bị đứt đoạn trên con đường hoàng dương Phật Pháp. Qua đó để thấy được rằng ngọn đèn chánh pháp được gìn giữ cho đến hôm nay, một ngọn đèn trí tuệ để phá tan sự mê lầm của tất cả con người của chúng ta. Cho nên ở nơi đâu có trí tuệ, ở đó sẽ có đạo đức. Ở nơi đâu có đạo đức, ở đó sẽ có một cuộc đạo đức cho tất cả quần sân để đem lại hòa bình cho nhân loại của chúng ta. Và tổ chức một đêm lễ hội hoa đăng cũng không ngoài ý nghĩa thiêng liêng là cúng dường chư Phật lên ngọn đèn chánh pháp sáng suốt trong từ tâm của mỗi con người chúng ta, và nguyện cầu cho ánh sáng này trang rải khắp mọi nơi, cho đêm tâm tối được biến mất, cho tất cả tham sân si được lắng đọng và khơi dậy tinh thần của tình yêu thương và hiểu biết trong nếp sống lục hòa cộng trụ của người con Phật. Đó là ý nghĩa của đêm lễ hội hoa đăng. Đêm lễ hội hoa đăng hôm nay, ngoài ý nghĩa kỷ niệm đản sinh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tất cả người con Phật chúng ta trong những ngày qua đã tham gia tất cả các chương trình lễ hội của hoa đăng của Phật đản Phật giáo tỉnh Đắk Nông, huyện Đắk Song và các ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông của chúng ta. Ở nơi đâu cũng tổ chức lễ hội khánh đản của Đức Từ Phụ. Chúng ta đã nghe bức thông điệp của Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngài đến hôm nay đã tròn 100 tuổi, nhưng vẫn còn sức khỏe minh mẫn để chỉ đạo, để hướng dẫn tăng ni Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở ngoài nước để xây dựng cho đạo Pháp trường tồn cùng dân tộc Việt Nam được hưng thịnh. Chúng ta đã nghe tất cả những gì của Hòa Thượng gửi gắm đến con người Phật tử chúng ta, mà trong bức thông điệp đó Hòa Thượng nêu ra ba ý chính mà hôm nay Thầy xin được gửi đến tất cả quý vị Phật tử, để rồi tất cả chúng ta lấy đó làm kim chỉ nam, lấy đó làm của lời của tất cả người dân chúng ta vào sáng ngày mai, tất cả toàn quốc, để chúng ta chọn cho mình những vị lãnh đạo có đức có tài thay mình để mà lo cho xã nhà.
bên mức thông điệp này, đó là vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Giáo hội đã ký kết với mặt trận trung ương với Bộ Tài nguyên Môi trường. Chúng ta là người bảo vệ môi trường, ngài xin nghỉ gốc cây vô ưu, ngài tu tập và chứng ngồi chỉ gốc cây bồ đề, mà ngài phải an trụ vào trong những cánh rừng ở nơi đó sẽ làm cho chúng ta thăng hoa ra con đường giác ngộ giải thoát. Chính là lá phổi, chính là không khí của cho tất cả chúng ta cuộc sống. Nếu như môi trường này bị phá hủy thì cuộc sống chúng ta sẽ chấm dứt. Cho nên năm nay chúng ta thấy được rằng hạn hán kéo dài, cho nên mọi người chúng ta, con cháu chúng ta mai sau có một môi trường trong và xanh và đẹp, bên nhân cách nhân văn cao đẹp, bên cạnh đó là nhà cửa, sân vườn, đường xá và luôn sạch đẹp. Chính vì thế mà thầy mong rằng tất cả người con Phật là thế hệ tương lai của đất nước, là xứng đáng kế thừa mạng mạch của dân tộc. Mỗi người chúng ta phát huy tinh thần, bởi nhà chúng ta muốn sạch, nhà chúng ta muốn đẹp thì tất cả chúng ta không nên xả rác, không nên vứt, không nên bừa bãi bỏ rác ra bên ngoài làm mất môi trường xanh sạch đẹp và ô nhiễm môi trường. Kêu gọi tất cả Phật tử chúng ta luôn luôn ý thức được điều này, chính là làm cho thôn xóm văn hóa, bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho nên Phật giáo Việt Nam kế thừa mạng mạch của Phật giáo truyền thống 2000 năm lịch sử, đồng hành với quê hương đất nước. Chúng ta luôn tự hào rằng đất nước Việt Nam chúng ta có những bậc vĩ nhân để xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta và đặt nền tảng cho đất nước Việt Nam chúng ta trên tinh thần đạo đức nhân bản. Đó là đức vua Lý Quang Uẩn, là một vị tu sĩ, là người đệ tử, là người con nuôi của thiền sư Vạn Hạnh. Thiền sư Vạn Hạnh là một vị có công rất lớn để phò vua và rời kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long, đặt kinh đô cho thủ đô Hà Nội chúng ta bây giờ. Đó là vị vua Lý Quang Uẩn. Dòng họ Lý Quốc Uẩn được tồn tại, gìn giữ và phát triển trên 200 năm, làm cho đất nước luôn luôn hưng thịnh. Và kế tiếp tục, đời Lý là đời Trần. Đời Trần là có công đức lớn hai lần đánh phá quân Nguyên Mông, mà ngài có công đức lớn đó là vì vua Trần Nhân Tông là người lãnh đạo dân tộc, đứng lên giành độc lập và đánh đuổi quân Mông xâm lược. Khi đất nước bình yên, ngài giao lại cho người con là Trần An Tông và lên núi Yên Tử để mà xuất gia tu tập, và ngài đã chứng được đạo quả và trở thành Phật Hoàng Trần Nhân Tông, là vị Phật Hoàng của đất nước Việt Nam của chúng ta. Một vị vua rời kinh đô, một vị vua đặt nền tảng cho Phật giáo Việt Nam. Như vậy chúng ta có những vị vua ân quân, những vị tu sĩ, những vị hòa thượng đứng ra giúp đời giúp nước để lãnh đạo đất nước, để giúp cho đất nước hưng thịnh. Thời đại hôm nay là thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng tiếp tục sự mang đó, biết bao nhiêu vị hòa thượng, bao nhiêu vị tăng ni cư sĩ, Phật tử đã đóng góp công sức của mình trong sự nghiệp đó. Chúng ta thấy được rằng trong các tổ chức của đất nước, Quốc hội, thì tất cả chư tăng ni của chúng ta cũng có là đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận tham gia tất cả các chương trình đó, không phải để vì dân, vì lời, mà đó là tham gia cùng đại đoàn kết dân tộc và để có tiếng nói đại diện cho Phật giáo và đại diện cho tất cả Phật tử trong chương trình đạo pháp, phát huy đạo pháp và đóng góp công sức trí tuệ cho mình để xây dựng cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Tuổi còn rất trẻ, nhưng mà tuy là trẻ như vậy nhưng phát huy được sức mạnh của tuổi trẻ, phát huy được cái nhiệt huyết của tuổi trẻ và trí tuệ của tuổi trẻ, hăng say của tuổi trẻ mà trở về trong miền quê này để gánh vác một ngôi chùa quê không có một cái gì của giá trị ngoài những ngôi nhà nhỏ và mảnh đất đơn sơ, nhưng giờ đây trở về đã thay da đổi thịt, cơ sở đã được mua thêm đất, đã cơi nới rộng hơn, đã kè, đã làm đường, đã kè mương máng, làm cho đạo tràng được trang nghiêm thanh tịnh, đã có nơi tổ chức lễ hội, đã có nơi lễ bái của tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm, làm cho nông thôn của chúng ta, thôn xóm chúng ta cũng có một nơi văn hóa văn minh cũng có một nơi đẹp trang nghiêm cho tất cả hàng Phật tử chúng ta về tu tập. Như vậy đây là một công đức rất lớn mà thầy đã hy sinh cùng tất cả hàng Phật tử chúng ta ở đây. Tất cả Phật tử chúng ta hãy đưa ngọn đèn cao lên như một tràng pháo tay để cảm ơn cảm niệm công đức của thầy bằng một cái ngọn đèn lớn và ghi nhận tán dương cái công đức của tất cả các mạnh thường quân mà người dân địa phương của chúng ta đây để đóng góp cho cái sự nghiệp mà xây dựng ngôi chùa của chúng ta hôm nay.
bằng tất cả niềm tin đó hướng về dân cúng ngày đại lễ khánh đàn của Đức Từ Phủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Tất cả Phật tử chúng ta hãy để ngọn đèn xuống. Người đã giác ngộ đã thành Phật rồi, đã an lạc trong cảnh giới của Niết Bàn rồi, còn chúng ta thì như thế nào? Cho nên mọi người chúng ta hãy vẫn lương tâm, hãy nhìn vào tâm của mình. Mình đã xứng đáng là người con Phật chưa? Mình đã tu tập được bao nhiêu năm tháng? Đã xả bỏ được bao nhiêu tham sân si? Đã thăng hoa, đã tiến bộ được phần nào trên con đường từ bi và trí tuệ của Đạo Phật hay chưa? Đó là câu hỏi mà đặt trong mỗi trái tim của con người chúng ta. Đức Phật là bậc thầy dẫn đường, chúng ta là những người đi sau Đức Phật. Mà sau 26 thế kỷ rồi, đã chết lên chết xuống, đã trầm luân sanh tử bao nhiêu đời rồi, thì hôm nay chúng ta phải cố gắng, đừng để thời gian trôi qua. Bởi kiếp sau không biết chúng ta đi vào cảnh giới nào, cho nên chúng ta có mặt hôm nay là một cái điều diệm phúc lớn. Cho nên mọi người tinh tấn tu tập, phải gàn đục khơi trong, xả bỏ đi bớt những đố kỵ hơn thua, chấp ngã ích kỷ hẹp hòi, thêm niềm an lạc. Đó là vô cùng quan trọng trong ngày lễ đản sinh của Đức Từ Phủ. Chúng ta làm tất cả các công việc, lời đào ít đời chính là thiết thực về phụng sự. Cho nên trong những năm qua, ngôi chùa cổ Phước của chúng ta ở đây, ban trị sự Phật giáo đánh giá rất là lớn. Dù ở vùng sâu nhưng đã làm được lễ đài, tổ chức lễ đài toàn huyện này, xây dựng được cơ sở này, làm được tất cả các công tác từ thiện, những giáo lý của Đức Phật, và cùng lấy ý của chư tôn thượng tọa thường trực ban trị sự để trao đổi với tất cả quý vị Phật tử. Mong rằng tất cả mọi người con Phật chúng ta trên tỉnh Đắk Nông này chứng minh rất là nhiều công việc từ trung ương đến địa phương, nhưng cũng về đây để chứng minh tham dự ngồi với tất cả quý vị ở nơi đây. Đó là một ân đức rất lớn của tất cả hàng Phật tử chúng ta. Kính chúc thượng tọa nhiều sức khỏe, hợp thể kinh an để xây dựng Phật giáo tỉnh Đắk Nông ngày thêm được hưng thịnh. Kính chúc đại đức trụ trì chân cứng đá mềm phát đại nguyện của mình để xây dựng cho quê hương thôn xóm một ngôi chùa trang nghiêm để hoằng dương Phật pháp lợi lạc cho tất cả quần sinh. Kính chúc tất cả năm mới 2016-2021 chúc tất cả Phật tử nhiều sức khỏe, đạo tâm kiên cố, luôn tin tấn tu tập để phát huy gia tài trí tuệ của mình, sống trong ánh hào quang của chư Phật, trong tình yêu thương. Và chúc tất cả chúng ta có một mùa Phật đản tròn đầy niềm tin, tròn đầy an lạc. Chúc lễ hội hoa đăng hôm nay tròn đầy ý nghĩa cao đẹp của người con Phật của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính gửi bạch trên chư tôn thượng tòa, chư đại đức, những lời đại đức trưởng ban hành pháp đã truyền trao cho quý vị là kim chỉ nam mà chúng ta còn phải lắng nghe và ghi khắc cốt ghi tâm vào những tâm tư của mình để luôn là xứng đáng là người Phật tử thuần thành và luôn hướng về nơi Phật giáo của xẻ nhà chúng ta. Giờ phút này thay lời cho toàn thể đạo tràng quý nam nữ Phật tử chúng con tối hôm nay, trước nhất chúng con thành tâm tri ân Đức Thượng Tòa chứng minh Ngài đã niệm tình đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức cũng như bổn tự chúng con quan lâm chứng minh và cầu nguyện cho đêm hoa đăng lễ hội nhân ngày đản sanh Đức Từ Phủ Thích Ca Mâu Ni Phật được thật tự viên mãn. Và toàn thể đạo tràng chúng con rất tri ân đến đại đức trưởng ban hành pháp giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Nông. Ngài đã không ngại đường xa xa xôi trên 80 cây số mà về đây chứng minh cũng như ban bố cho toàn thể đạo tràng chúng con những lời pháp nhũ vô cùng quý báu. Chúng con thôi nguyện noi theo những lời hướng từ chỉ dạy của đại đức, vì nguyện cầu tam bảo gia hộ cho đại đức pháp thở khinh an, chúng sanh vì độ, Phật sự viên thành. Và đạo tràng chúng con cũng rất tri ân đến chư tôn thiền đức tăng đã từ bi hoan hỷ đáp lại lời thỉnh cầu quan lâm chứng minh, có phần cầu nguyện cho buổi lễ được thành tựu viên mãn. Giờ phút này một lần nữa chúng con nguyện cầu ánh sáng từ bi của Đức Phật nhân ngày đản sanh của Ngài, nguyện cầu cho chư tôn thượng tọa chư đại đức tăng pháp thở khinh an, Phật sự được viên thành. Chúng con cung thỉnh chư tôn thiền đức chứng minh khởi hành nghi thức kỳ cầu quốc thái dân an. A Di Đà Phật. Đánh pháp đưa ngọn đèn trí tuệ từ bi của đạo Phật lên ngang trán của mình,
để nhất tâm cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho nhà nhà được an cư lạc nghiệp, cho Phật sự được viên thành, cho ngày lễ hội lớn của toàn quốc toàn dân bầu cử quốc hội khóa 14 và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 được thành tựu viên mãn. Nguyện ngày đêm ngày sau thầy đều dương lịch 2016
tên đạo tràng lễ hội hoa đen cây nguyện quốc thái dân an di nguyện nguyện cầu mặt trời Phật ngày càng sáng lạng bánh xe pháp mãi mãi chuyển xoay mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt trời yên biển lặng trên nước thanh bình nhà nhà hạnh phúc ấm no người người an vui lợi lạc phục nguyện đức Phật đang sanh chứng minh tịnh long thiên hộ pháp và làm thánh chúng gia bị quán phước tự thiền môn nghiêm tịnh hải chúng an què Phật sự công trình xây dựng chống diện thành thập phương thiện kiến nam nữ nhân đến thân cung tráng kiện mạng vị bình an nội mẹ bất khởi ngoại chướng vô sâm bồ đề tâm kiên cố nhất thiết ác diện tất giai tiêu diệt phổ nguyện âm siêu dương thơ pháp giới chúng sinh tình dự vô tình đồng thành Phật nghe đạo Nam Mô sau đó vì để tại những chiếc ghế mà chúng ta đang ngồi chúng ta